Messi vẫn chưa nuốt giáo án nặng từ đội tuyển Argentina. Messi vẫn vắng mặt ở các buổi tập với giáo án chung với đội tuyển Argentina. Theo những hình ảnh mà tờ Ole ghi nhận, Messi đúng là có tập riêng, nhưng anh đã tập với bóng, cho thấy cầu thủ đang giữ kỷ lục về số lần đặt quả bóng vàng châu Âu không gặp vấn đề gì quá lớn về thể lực. Không chỉ Messi, trung vệ Otamendi, tiền vệ Paredes, cầu thủ chạy cánh Di Maria cũng phải luyện tập riêng. Huấn luyện viên Lionel Scaloni đã chuẩn bị xong đội hình xuất quân của Argentina cho trận gặp Saudi Arabia. Ông vẫn điền tên Lionel Messi trong danh sách đăng ký. Theo như những gì mà tờ Ole viết, đội tuyển Argentina đã bước vào giai đoạn chuẩn bị chiến thuật cho trận đấu với Saudi Arabia nói riêng và cho toàn bộ hành trình ở vòng chung kết World Cup năm nay nói chung. Đội tuyển Pháp đón tin vui từ Varane. Trong cuộc phỏng vấn với tờ Telefoot, huấn luyện viên Deschamps xác nhận trung vệ Raphael Varane đã bình phục chấn thương và hoàn toàn đủ thể lực để ra sân trong trận đội tuyển Pháp gặp Australia diễn ra vào 2 giờ ngày 23 tháng 11. Điều này giúp huấn luyện viên Deschamps không còn phải lo lắng về hàng thủ, nhất là khi đội bóng áo lam phải nói lời chia tay trung vệ Presnel Kimpembe. Thông tin này khiến người hâm mộ lập lờ nguôi ngoai phần nào sau khi Karim Benzema phải nói lời giã từ World Cup vì chấn thương. Cầu thủ đội tuyển Brazil được hứa thưởng khủng. Liên đoàn bóng đá Brazil CBF trao thưởng cho mỗi tuyển thủ 2 triệu USD nếu vô địch và 750.000 USD nếu về nhì ở World Cup 2022. Động thái này để khích lệ tinh thần đội tuyển dưới trướng Tite tại World Cup 2022. Phần lớn khoản tiền thưởng này đến từ hợp đồng trang phục thi đấu trị giá 35 triệu USD đến từ Nike. Son Heung-min không ngại chấn thương để thi đấu. Sau ca phẫu thuật vì 4 vết nứt hốc mắt, Son Heung-min đã trở lại tập luyện nhưng phải đeo mặt nạ bảo hộ. Đội trưởng đội tuyển Hàn Quốc chưa thể tập chiến thuật cùng đồng đội nhưng đã tăng cường độ và khối lượng tập luyện trước thềm World Cup 2022. Sau buổi tập, Son tiết lộ đã đeo mặt nạ trong những buổi tập cuối cùng với Tottenham trước khi hội quân cùng đội tuyển. Tiền đạo 30 tuổi không gặp vấn đề với việc chạy và có thể hoàn thành buổi tập chạy nước rút nhưng chưa thể đánh đầu. Eden Hazard chấp nhận làm kép phụ tại đội tuyển Bỉ. Tiền vệ của Real Madrid khẳng định anh không còn giữ được phong độ đỉnh cao như tại World Cup 2018. Tuy nhiên, Eden Hazard tuyên bố sẽ nỗ lực để làm nên điều kỳ diệu cùng đội tuyển Bỉ tại World Cup 2022. Giải đấu này trở thành cứu cánh cho tương lai của Hazard. Nếu anh tiếp tục chơi tệ, nhiều khả năng cựu cầu thủ Chelsea sẽ bị Real thải loại sau vòng chung kết ở Qatar. Southgate sẽ chia tay tuyển Anh bất chấp kết quả tại World Cup. Huấn luyện viên Sam Allardyce cho rằng Gareth Southgate sẽ từ chức huấn luyện viên trưởng đội tuyển Anh ngay cả khi ông vô địch World Cup. Cựu huấn luyện viên của Bolton và West Ham, Allardyce cho biết nếu Southgate không vô địch World Cup, ông ấy sẽ từ chức huấn luyện viên đội tuyển Anh. Ngay cả khi giành được nó, ông ấy cũng sẽ rời đi vì ông ấy có thể ra đi trên đỉnh cao. Đội hình chính thức đội tuyển Đức chắc chắn có 7 sao Bayern Munich. Nguồn tin từ tờ Bild cho hay, huấn luyện viên Hansi Flick đã có kế hoạch sử dụng tới 7 cầu thủ Bayern Munich cho đội hình chính của đội tuyển Đức đối đội tuyển Nhật Bản ở trận ra quân tại bảng E World Cup lúc 20 giờ tối 23 tháng 11. Cụ thể, Manuel Neuer, Thomas Müller, Leroy Sané, Jamal Musiala, Sergei Gnabry, Joshua Kimmich và Leon Goretzka sẽ là những ngôi sao đá chính của đại bàng sông Rhine đọ sức với Samurai xanh.